Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi Én vàng UMC giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế đã bước vào vòng chung kết với nhiều thông điệp ý nghĩa. 12 thí sinh xuất sắc nhất của Én vàng UMC đã tranh tài tại vòng chung kết với chủ đề Tôn vinh giá trị 30 năm vươn tầm khát vọng, đã mang đến các tiết mục dự thi đặc biệt, thể hiện sự hiểu biết, lan tỏa niềm tự hào về y hiệu UMC thông qua những giá trị khác biệt từ lịch sử hình thành đến những thành tựu trong chuyên môn quản trị, văn hóa bệnh viện. Qua cuộc thi, hy vọng rằng mọi người sẽ bây giờ sẽ biết thế mạnh của mình hơn và cũng như bằng tài năng của mình, giọng nói của mình, những tình cảm dành cho bệnh viện. Hy vọng các bạn là sẽ có thêm được nhiều thành công tại bệnh viện và có thể giúp cho bệnh viện có những cái cuộc tranh tài mới trong tương lai. Sau cái cuộc thi này thì em cảm thấy như là mọi người hiểu nhau hơn nhiều và đạt được hiệu quả, năng suất công việc cũng cao hơn, cũng như là cái mức độ hài lòng của người bệnh khi mà người ta trao đổi nói chuyện với mình, người ta cũng sẽ hài lòng hơn. Trải qua chuỗi hoạt động đào tạo trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh Én vàng UMC thực sự đã trở thành người truyền cảm hứng trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp trong môi trường y tế, giúp người bệnh hiểu về tâm huyết của những người làm ngành y. Thí sinh Vũ Thị Thanh Hằng đã xuất sắc đạt giải Én vàng UMC năm 2023.